ơi, bây giờ cùng với Phước Sửu tham quan một căn nhà phố ngang 7 dài 17, được thiết kế một trệt hai lầu sân thượng áp mái, dự án GS Metro City tại Nhà Bè nhé. Một cái cách thiết kế khá đẹp quý anh chị ạ. Và Phước Sửu bắt đầu là chuẩn bị di chuyển vào cổng chính của dự án, và sau đó mình rẽ phải vào nha quý vị, mình rẽ phải vào cái khu gọi là vừa nhà phố. Mặt phía bên tay phải của Phước Sửu đó là nhà phố 7x17, và phía bên tay trái là biệt thự 10x20, và mặt sau nha quý anh chị, nên nó có tường rào bao quanh hết rồi. Và bây giờ là Phước Sửu vừa cùng với mọi người khám phá một cái căn nhà phố 7x17 nha, của dự án Zaget Nhà Bè. Chủ đầu tư đã trồng cây, trồng hoa và một số căn đã lắp hệ thống cửa che chắn cho xe hơi rồi, nên đó là khu dân cư cũng gần như là đồng bộ rồi. Và các căn nhà Phước Sửu và mọi người đang đi vào đây là ngang 7 dài 17 của anh chị ha. Một cái cách thiết kế rất là đẹp, tân cổ điển nha cả nhà, kết hợp với lại là hiện đại và cổ điển. Một cái màu sơn khá là đặc biệt, và phía trước thì có ốp đá bóng kính, nên là cảm giác căn nhà cảm giác sang trọng hơn. Đây, trước mặt Phước Sửu là cái lối đi vào nhà nha cả nhà. Ở đây thì chủ đầu tư đã lót đá dưới nền nè. Rồi phía trên được cửa gỗ và khóa thẻ từ Hubler. Đèn điện trên tường, và phía trên là hệ thống gỗ và bóng đèn chiếu sáng, coi như là mặt ngoài là hoàn thiện toàn bộ ha. Còn bên trong thì bắt đầu là nhà thô. Căn này thì thiết kế cũng khá giống cái căn gốc khi nãy ạ. Chưa trước chưa sau. Dạ cũng giống thôi, nhưng mà cái căn gốc là nó có chừa cửa bên hông, còn căn thường thì chỉ có chừa trước và chừa sau thôi. Nó hơi khác về vấn đề đó. Còn nội thất bên trong, cái cách thiết kế bên trong bố trí cầu thang và tầng lầu thì giống nhau toàn bộ hết. Phía sau cũng có giếng trời và giáp căn shop house. Căn này thì nó gọi là căn kế căn gốc hông. Dạ đúng rồi, nên cũng khá thoáng. Nói chung về cách thiết kế của căn này thì cũng giống như những căn nhà phố khác. Và ở đây chủ đầu tư, như mọi người nhìn thấy thì cái cách xây dựng và đổ trần và lại và đổ bê tông của dự án này thì khá chắc chắn luôn. Và trần khá cao ha. Dạ, ngay cả tầng trên cũng vậy, đổ bê tông rất chắc chắn nên là... rồi, bây giờ mình lên tầng 1 ha. Ở đây thì có thể là thang máy. Cũng giống như căn nhà phố trước là ở đây mình thiết kế được hai phòng ngủ, hai toilet bên trong của từng phòng. Và bây giờ mình di chuyển lên tầng 2. Theo lối cầu thang này thì rất là bước rất nhẹ nhàng, rất là thỏa chân ha. Tầng 2 thì rộng hơn tầng 1 tí xíu bởi vì cầu thang được ép sát bên trong. Và nó thoáng hơn một tí xíu. Cũng tương tự, thiết kế được hai phòng. Nếu mà không gian mà nhà nhiều thế hệ thì mình có thể thiết kế 3 phòng cũng được. Rồi đây là lên cái tầng trên cùng, gọi là áp mái. Và có thêm sân thượng phía trước và phía sau. Phía sau cũng có giếng trời và sân thượng phía sau. Ở đây thì chủ đầu tư đã chừa hệ thống nước nè. Chừa hệ thống nước nè. Rồi chừa lối thoát nước nè. Tất cả mọi thứ ở đây thì mình có thể lắp
lắp máy giặt ở trên này, sân phơi ở trên này cũng được, hoặc là mình trồng cây. Đây, ở tầng trên cùng cũng giống như là tầng dưới, nên nó đã đổ hết rồi, nên rất là thoáng, không bao giờ nắng. Hiện tại là đang trời đang rất là nắng, nhưng mà trên này không có nghe nắng. Mình chỉ có khi mà mình muốn mà đón nắng mặt trời hoặc là trồng cây thì mình ra tầng sân thượng này thôi. Ở đây thì mình có thể check in ra cái dãy biệt thự 200 m2, và đối diện bên kia là clubhouse ha. Đường phía trước của cái căn nhà phố này khá rộng, bởi vì đối diện của cái căn dãy biệt thự, và dãy biệt thự này nó chỉ đi một mặt tiền bên kia thôi, và nó có chừa lối đi bộ và có chừa gọi là vỉa hè khá rộng luôn, nên là rất là tiện lợi để gọi là chơi đùa ở cái dãy này, cho trẻ em chơi đùa ha.